chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Văn Thái, hiện là giảng viên của trường dạy nghề ẩm thực Netplay chi nhánh Đà Lạt. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn làm món gà tiềm ngũ quả. Và để làm món gà tiềm ngũ quả thì nguyên liệu ta cần một con gà ta. Và trước khi làm sạch đông, các bạn có thể làm cho gà mà hết mùi hôi thì các bạn có thể ướp qua một chút rượu gừng, hoặc là các bạn có thể trụng sơ qua nước sôi để khi ta chiên thì cái da nó căng và ta ướp sẽ màu nó lên rất là đẹp. Khi ăn rồi miếng thịt và da rất là thơm. Và khi ướp gà thì các bạn sẽ sử dụng là 1/2 muỗng canh tỏi bằm, 1/2 muỗng canh hành tím bằm và 1 muỗng cà phê gừng bằm và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê tiêu. Tiêu thì mình nên sử dụng tiêu sọ trắng thì nó rất ướp vô rất là thơm. Và 1 muỗng canh rượu gừng để cho khử mùi hôi gà, và ta ướp để 30 phút. Sau đó ta sẽ chiên để lấy màu, để khi tiềm lên màu gà rất là đẹp và nhìn rất là hấp dẫn. Và gà đã được ướp 30 phút xong thì các bạn sẽ bỏ vô chảo dầu, thì dầu này sẽ sử dụng là 1 lít dầu. Chúng ta sẽ chiên con gà này trong vòng 2 phút thôi các bạn. 2 phút là con gà màu sẽ vàng. Và các bạn đã thấy con gà đã được chiên xong, thì bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi. Thì hồi nãy tôi đã nói với các bạn, một, nếu ở gia đình thì các bạn nên sử dụng nồi thông thường, nồi bình thường, thì mình tiềm trên bếp khoảng 25 phút là mình sẽ có được món gà tiềm ngũ quả rất là ngon. Còn nếu các bạn nhà gia đình có nồi áp suất thì mình nên sử dụng nồi áp suất, thì thời gian nó sẽ rút ngắn lại, nó chỉ có 15 phút là các bạn đã có một món gà rất là ngon, cho rất là hấp dẫn, nhất là vào những dịp cuối tuần. Thì bây giờ Thái sẽ xin bỏ những cái nguyên liệu. Đầu tiên là củ năng 100g, hạt sen 50g, bạch quả 50g, nhãn nhục 50g và táo đỏ 30g, củ sen 100g củ sen. Và khi mình dùng tiềm thì các bạn nên có thể sử dụng là, một là nước dùng từ xương gà, hoặc các bạn có thể sử dụng nước dừa, hoặc các bạn có thể sử dụng nước không thông thường. Ở đây thì một con gà thì các bạn nên sử dụng cho cái là 2 lít nước. Tại sao mình sử dụng 2 lít nước? Là các bạn nên nhớ, vì món tiềm này mình ăn kèm với lại rau xà lách xoong thì nó cũng rất tốt cho sức khỏe mà rất là mát. Cái thứ hai là mì trứng nên là rất là tốn nước, thì mình sẽ có nước để mình châm thêm, dùng cho bữa cơm nó rất là được ngon. Về phần 2 lít nước này thì bây giờ mình Thái sẽ hướng dẫn các bạn là cân gia vị. Đầu tiên là hạt nêm. Một muỗng canh hạt nêm tương đương với 20g. Muối 8g tương đương với 1/2 muỗng canh. Bột ngọt 10g tương đương với 1/2 muỗng canh. Và các bạn tiềm thì nên sử dụng đường phèn, vì đường phèn ăn rất là mát và rất là tốt cho sức khỏe. Các bạn, đường phèn chỗ này mình sẽ cho 35g đường phèn, tương đương với 1 muỗng rưỡi canh. Vì tiềm thì các bạn nên sử dụng là nước tương, hay thường gọi là xì dầu. Nước tương, 2 muỗng canh nước tương. Nước tương thì tiềm có vị rất là thơm và rất là ngon và ăn rất là tốt. Cái thứ hai là dầu hào. Dầu hào thì thông thường các bạn mua ở chợ dầu hào Maggi cũng được. 1/2 muỗng canh dầu hào tương đương với 8g. Và để cho tạo màu, những tiềm màu sắc cho nó rất là đẹp thì mình nên sử dụng 1 muỗng canh hắc xì dầu. Vâng, như vậy là gia vị đã xong các bạn. Thì bây giờ Thái sẽ bỏ vô nồi áp suất này, Thái tiềm gà này 15 phút là chúng ta sẽ có một món gà tiềm ngũ quả ăn rất là ngon và rất là tốt cho sức khỏe. Và bây giờ thời gian 15 phút đã hết thì chúng ta sẽ đã xong, thì mình sẽ mở nắp nồi ra và sẽ đưa gà ra ngoài thố hoặc ngoài tô. Vâng, và để cho hấp nhìn một món gà tiềm hấp dẫn, các bạn có thể cho thêm một ít bông cà rốt. Thì các bạn biết rồi, cà rốt là một những cái nguyên liệu của vùng đặc sản của vùng Lâm Đồng mình. Thì để cho nó màu sắc nó rất là đẹp và có thể ăn có cà rốt, nó rất là tốt cho sức khỏe, nó nhiều vitamin A. Vâng, và hôm nay cái món gà tiềm ngũ quả Thái đã giới thiệu với các bạn,
hồi nãy bây giờ đã xong. Và món này các bạn có thể dùng kèm với rau xà lách xoong và ăn kèm với mì trứng, và đặc biệt không thiếu thêm mà một chén xì dầu cộng với ớt sắt thì tăng thêm hương vị của món ăn của mình rất là hấp dẫn. Vâng, và xin chào tất cả quý vị khán giả của buổi Bình Minh Công Nguyên.